giờ giờ dân người ta đau đầu bến lúc mẹ đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giờ còn mấy người? Mấy người cuốn thôi. Cuốn thôi sập xạo đúng không? Một cái tao đéo rồi. Nhưng mà ở bên cáp đéo xe. Xe sao?